các bạn là hôm nay là mình sẽ làm hướng dẫn một cái bài quẩy nó đang hot vãi trưởng luôn. Đấy là bài mang tiền về cho bệnh của Đen. Bài này thì về các bạn thì đây là bài nó không khó lắm, nó có ba đoạn hợp âm hơi khác nhau. Nhưng quan trọng là bài này hợp âm nó hay, tiếng đàn nó cũng rất là hay, nói chung là tiết tấu nó cũng lạ. Ở bài này thì chúng ta nói chung là đánh nó hay lắm mà nó dễ lắm, nó không gì đâu. Bài này không cần capo luôn, rất là đơn giản. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào luôn là bài này nó sẽ chơi như nào. Ok, chúng ta sẽ đi phần hợp âm chính nhá. Ok, về các bạn thì ở bài này thì chúng ta sẽ chơi một vài hợp âm thôi. Thì bài này trước cái đoạn điệp khúc, trước cái đoạn mà Nguyên Thảo hát ấy, thì chúng ta sẽ gọi là đoạn phiên khúc, đoạn rap của Đen Vâu. Thì chúng ta sẽ đánh những cái hợp như sau. Hợp âm đầu tiên chúng ta sẽ là hợp âm mi thứ 9. Mi thứ 9 ở trong bài này thì anh em sẽ bấm như thế này. Anh em nên bấm như thế này. Đấy là chúng ta dùng ngón giữa bấm vào dây 2 khoang 3. Ngón áp út chúng ta bấm vào dây 4 khoang 4. Đó. Chúng ta chỉ cần bấm như thế thôi. Ok chưa? Rồi. Đây là hợp âm mi thứ 9. Anh em sẽ đánh bát vào dây 6. Ok chưa? Còn nếu như anh em muốn chơi hợp nó đơn giản hơn thì anh em cứ chơi mi thứ thôi cũng được. Một cái hợp âm mi thứ là ngón áp út ở dây 4 khoang 2 và ngón giữa ở dây 5 khoang 2. Đó. Ok chưa? Cũng là bát dây 6. Bài này anh em chơi mi thứ 9 nó sẽ hay hơn. Còn nếu lúc nào quạt trả thì anh em sẽ quạt trên mi thứ cho nhẹ nhàng. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái hợp âm khá đặc biệt. Đấy là để chơi đàn cho nó dễ hơn một tí thì chúng ta sẽ gọi đây là hợp si thứ giảm 6. Tức là anh em vẫn giữ nguyên cái dáng tay của cái mi thứ 9 lúc nãy nhá. Vẫn hai ngón ở đây. Chỉ là ngón trỏ của anh em bây giờ bấm thêm vào dây 5 khoang 2. Đó, bấm thêm vào dây 5 khoang 2. Và bây giờ sẽ là bát là dây 5. Si thứ giảm 6. Còn nếu như mà anh em thích chơi thành si thứ 7 để nghe cho nó nhẹ tai chẳng hạn thì ngón trỏ anh em lại phải cầm sao chặn được toàn bộ khoang 2 này lại như này. Nó sẽ hơi khó một tí. Anh em nào biết làm thì nên làm nhỉ, si thứ 7. Còn không thì chơi gì si thứ giảm 6 là hay lắm luôn. Đó, ok chưa? Sau đó là chúng ta sẽ bỏ ngón trỏ này ra, vẫn giữ nguyên hai ngón này nhé. Anh em kéo lùi về 1 2 khoang. Đây sẽ là la thứ 7. Tức là ngón giữa chúng ta ở trên dây 201 và ngón áp út ở trên dây 4 khoang 2. Đấy. Đoạn rap đầu tiên của Đen Vâu chỉ có 3 hợp âm đấy thôi. Mi thứ 9, si thứ giảm 6, la thứ 7. Chỉ có 3 hợp âm như thế thôi. Đấy, ok chưa? Còn đến đoạn điệp khúc, thì anh em vẫn có thể cái đoạn Nguyên Thảo hát, anh em vẫn có thể dùng cái vòng hợp âm này. Nhưng mà ở đoạn điệp khúc thì tôi cảm thấy là chúng ta nên chơi như thế này thì nó sẽ hay hơn. Đấy là mi thứ này. Xong rồi sang re trưởng. Re trưởng của chúng ta rất dễ. Đấy là anh em bấm ngón giữa vào dây 2, dây 1 khoang 2, ngón áp út vào dây 2 khoang 3 và ngón trỏ vào dây 3 khoang 2. Anh em đánh từ dây 4 đi. Đó. Và sau đó chúng ta vẫn có bấm si thứ 7. Si thứ 7 thì ta có thể hướng dẫn anh em một cái kiểu nó khá dễ như thế này. Đấy là chúng ta cho ngón út vào vị trí dây 2 khoang 3, ngón giữa vào dây 3 khoang 2, ngón trỏ vào dây 5 khoang 2. Anh em có thể chơi cái si thứ 7 mở này, nó rất là dễ. Bát là dễ nào. Okay, yeah. Và chúng ta sẽ có hợp âm là đô trưởng. Đô trưởng thì là ngón trỏ vào dây 201, ngón giữa vào dây 402, ngón áp út vào dây 503. Đó. Đấy là toàn bộ phần hợp âm của bài này. Chưa tính cái đoạn mà đoạn đấy thì sẽ hơi khó một tí nên tôi sẽ hướng dẫn sau. Về cơ bản thì cả bài nếu anh em không chơi cái phần à ơi đấy thì nó chỉ có từng đấy hợp âm thôi. Okay chưa? Thì tiếp theo là sẽ là cái phần à ơi ở cuối bài. Phần à ơi này thì sẽ chuyển sang tông khác, chơi khó hơn rất nhiều. Đấy là chúng ta sẽ sang tông si trưởng. Nhưng mà tôi khuyên anh em là ở trong bài này để chơi cho nó dễ, anh em đỡ bị căng thẳng thì hãy chơi những cái hợp âm như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ chơi hợp âm si 5. Một hợp rất là dễ thôi, nó thay thế cho si trưởng. Đấy là anh em cho ngón út vào vị trí dây 3 khoang 4, ngón áp út vào dây 4 khoang 4, ngón trỏ vào dây 5 khoang 2. Đó, ok chưa? Anh em sẽ bấm làm sao nhé, để cho cái ngón trỏ này của chúng ta này, cái đoạn này này, nó sẽ hơi chạm vào dây 1, 2. Đấy, để nó không ra tiếng. Thì khi anh em quạt, anh em quạt nó thoải mái, nó ra được cái tiếng si. Ok chưa? Sau đó là chúng ta sẽ có hợp âm, đấy là pha trưởng. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ bấm một vài nốt thôi. Bây giờ nhé, giữ nguyên tay như thế này. Anh em giữ nguyên tay này nhé. Ngón giữa của anh em sẽ bấm vào dây 3 khoang 3.
Sau đó là hai cái ngón áp út và ngón út chúng ta sẽ lùi lên dây trên. Tức là ngón út bây giờ là dây 4 khoang 4, ngón áp út là dây 5 khoang 4. Còn ngón trỏ chúng ta lên dây 6. Đây sẽ là hợp âm phát thẳng. Đó. Anh em có thể chặn hết toàn bộ khoang 2 hoặc là anh em để cho cái phần dưới của cái ngón trỏ này nó hơi chạm dây 1 2. Để nó không ra tiếng. Đấy, chơi nó đỡ mỏi tay hơn, chơi nó đỡ mỏi tay nhiều lắm ấy. Kìa. Và chúng ta sẽ có hợp mi trưởng. Đấy là anh em bỏ ngón trỏ ra. Anh em kéo ba ngón tay này của chúng ta lùi về hai khoang. Mi trưởng. Đó, đấy đoạn á ơi. Đoạn á ơi chúng ta chỉ có ba hợp âm thôi. Ok với các bạn thì hợp âm nó là như thế. Thì đánh bài này thì bản chất thì nó không khó quá. Mình sẽ cho anh em một kiểu đơn giản để anh em mới chơi thì dễ chơi. Còn nếu anh em muốn chơi hẳn hoi thì sẽ cho anh em cái tiết tấu nó giống với cái bài gốc. Ok chưa? Rồi, giờ chúng ta vào xem có gì nhá. Về cơ bản là cái đoạn đánh của bài này nó sẽ khá là rắc rối. Bởi vì là bài này dù có đánh dễ hay là đánh khó thì nó đều khó cả. Nó đều khá là khó. Thế nên là bài này anh em sẽ cần phải luyện tập rất là kỹ. Thì bây giờ nói về cái tiết tấu của cái bài này thì trước tiên nó sẽ nghe như thế nào. Nó sẽ nghe như vậy. Đây là cái tiết tấu để chúng ta đánh với bài này giống nhất có thể. Tức là cho phần intro và phần rap của Denvo đấy. Ok chưa? Thì ở bài này thì tớ sẽ hướng dẫn một kiểu nó dễ hơn và một kiểu nó khó hơn. Đấy. Thì ở bài này thì cái việc nó dễ hơn hay khó hơn nó chỉ liên quan đến cái hợp âm mà anh em lựa chọn thôi. Thì ở bài này cái tiết tấu của chúng ta nó sẽ như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai, chúng ta sẽ có bốn hợp âm. Bài hát này sẽ là mi thứ, nếu là hợp âm dễ nhá, mi thứ này, thêm một lần mi thứ, si thứ bảy và la thứ bảy. Đó, ok chưa? Si thứ 7 thì lúc này tớ có hướng dẫn anh em theo kiểu dễ rồi. Đấy là chúng ta đánh theo kiểu là X2 0 2 3 0. Đó, ok chưa? Đây là kiểu dễ của nó. Mi thứ kiểu dễ tớ cũng hướng dẫn rồi. Thì bây giờ ở bài này nó sẽ có một cái điểm đặc trưng như thế này mà anh em bắt buộc phải để ý. Đấy là những cái hợp âm này nó sẽ chơi thành cặp. Đó, mi thứ và si thứ 7 với la thứ 7. Thì ở cái hai cái mi thứ đầu tiên nhé. Trước tiên chúng ta phân tích hai cái mi thứ đầu tiên. Để có thể đánh được bài này thì trước tiên anh em phải đếm nó chuẩn, đếm chuẩn. Bởi vì nếu anh em đếm không chuẩn thì chúng ta sẽ không ra nhạc được. Anh em đếm cho tớ cái hợp âm mi thứ đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái mi thứ tiếp theo chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, nó sẽ luôn đi thành một cặp như thế này. Thành một cặp như thế này, kìa chưa? Thì ở hợp âm mi thứ đầu tiên, ở đây tớ bảo anh em đếm ấy, bởi vì là để chúng ta đánh cho nó đúng nhịp, nó không bị sai nhịp. Thì chúng ta sẽ đếm liên tục luôn. Tức là ở mi thứ nhất nhé, anh em đếm cho tớ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10. Đó, anh em phải đếm liên tục và đều như vậy thì chúng ta sẽ chơi được cái bài này. Và ở trên mỗi một cái con số này nhé, thì khi anh em đọc ra ấy, thì chúng ta sẽ đánh một giây nào đó, một giây nào đó trên đàn chúng ta. Thì tiết tấu của chúng ta nó như thế này. Ở vị trí số 1 anh em đánh bát. Vị trí số 2 anh em đánh dây 4. Đây là số dây nhé. Ở vị trí số 2 chúng ta đánh dây 4. Ở vị trí số 3 chúng ta đánh dây 3. Ở vị trí số 4 chúng ta đánh dây 2. Ở vị trí số 5 chúng ta đập. Ở vị trí số 6 chúng ta nghỉ. Ở vị trí số 6 chúng ta lại đánh bát. Đó, khó dã man luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi anh em đếm thế nó tương đương với bát, 4, 3, 2, đập bát. Đó, ok chưa? Tức là nó như thế này này. Bây giờ tớ sẽ đánh cho anh em xem thử. Mi thứ nhá. Bát, 4, 3, 2, đập bát. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bát, 4, 3, 2, đập bát. Đó, ok chưa? Bát này. Sau đó 4 này. 3, 2, đập. Anh em đập tay vào dây đàn, anh em dùng ngón cái để đập vào dây đàn nhé. Dùng ngón cái đập vào dây đàn. Sau đó lại đánh bát. Đấy. Anh em vừa đánh vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đánh rất là đều tay thôi. Ok chưa? Đấy là hợp đầu tiên. Ở hợp âm mi thứ tiếp theo này thì anh em sẽ đánh nó cũng không khó lắm đâu. Nó không khó lắm đâu. Đây, chúng ta ở vị trí số 1 nhé, anh em đánh cho tớ dây, số dây này. Anh em đánh cho tớ dây 3 và dây 4 cùng một lúc. 3 và 4 cùng một lúc. Và ở số 2 anh em nghỉ, nghỉ, nghỉ,
nghỉ, nghỉ. Chúng ta sẽ nghỉ liên tục từ số 2 đến số 6, tức là không đánh gì cả. Đến số 7 thì anh em sẽ đập lại đập tay vào dây đàn. Số 8, 9, 10 thì anh em đánh cho tớ là dây 2, dây 4 và dây 3. Ôi trời ơi, nó rất là khó luôn. Đúng cái tiết tấu như thế này, đúng cái tiết tấu như thế này. Bát 4, 3, 2, đập bát 3, 4, nghỉ, 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 đập 2, 4, 3. Ôi trời ơi, nó rất khó. Đấy, kìa chưa? Anh em lưu ý cái này. Và sau đó chúng ta đánh vào đàn thật là chính xác. Anh em vừa đếm vừa đánh. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe như thế này. Anh em có thể kiểu lấy điện thoại ra chụp cái đoạn này lại, chụp cái đoạn chữ này lại, sau anh em để ra trước mặt. Sau đó anh em đánh, tập đánh. Đó. Bây giờ nó sẽ nghe như này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đập ba tà tà. Đó. Ôi trời ơi, nó rất là khó. Ok chưa? Dù anh em chơi hợp âm mi thứ, hay là anh em chơi hợp âm khó hơn là mi thứ 9 như lúc nãy tôi hướng dẫn, thì chúng ta đều sẽ đánh như vậy. Đó. Khá là khó đấy. Sau đó là, đấy là cái cặp mi thứ sang mi thứ. Còn bây giờ là cái cặp mà si thứ 7 sang la thứ 7. Thì chúng ta nó sẽ hơi thay đổi một chút xíu. Đấy là ở vị trí si thứ 7, si thứ 7, anh em thay cái bát cuối cùng bằng một cái nghỉ. Đó. Còn ở vị trí của la thứ 7 thì cái số 1 này này, chúng ta sẽ không đánh 3-4, mà chúng ta sẽ đánh là bát 4-3-2, bát 4-3-2 cùng một lúc. Cùng một lúc. Đó, cùng một lúc. Đấy. Bây giờ đây là tiết tấu giữa si thứ 7 chuyển sang la thứ 7. Đây là tiết tấu của phần phiên khúc, của phần phiên khúc. Ok chưa? Thì bây giờ là như thế. Thì bây giờ anh em có thể lại tiếp tục chụp cái này lại, xong lại để ra để trước mặt của anh em. Thì bây giờ tớ sẽ đánh lại đúng cái đoạn như thế này. Đấy, nó sẽ ra nhạc luôn. Đầu tiên là tớ bấm hợp đơn giản trước nhá. Mi thứ này. Xong rồi tớ đến si thứ 7. La thứ 7. Đó. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chuyển quay về từ đầu. Đó. Đây là tiết tấu của đoạn đầu tiên. Trời nó khó. Nếu đánh đúng tốc độ nhá thì nó nghe nhỉ. Còn lại thì đấy là hợp đơn giản. Còn nếu anh em muốn nó hay hơn thì làm đúng như cái mà cái phần hợp khó mà tớ nói. Đấy là anh em sẽ đánh mi thứ 9 sang mi thứ 9. Xong rồi si thứ giảm 6 chuyển sang la thứ 7. Chỉ cần là thay đổi hợp âm thôi là tiếng đàn nó sẽ rất là giống với bài gốc luôn. Đánh theo kiểu hợp âm khó. Đấy là phần rap của đêm vâng. Ok, còn đến cái đoạn của nguyên thảo hát, đoạn điệp khúc, đoạn hát bình thường thì chúng ta sẽ có một cái tiết tấu nghe nhỉ. Chúng ta sẽ có một cái đoạn hợp âm như vậy. Thì ở đoạn này hợp âm của chúng ta sẽ là mi thứ chuyển sang rê trưởng, chuyển sang si thứ 7, xong chuyển sang đô. Đó, đấy là phần hợp âm của chúng ta, phần hợp âm trong bài này. Nó có 4 hợp âm ở cái đoạn điệp khúc như vậy. Thì đối với hợp âm mi thứ và hợp âm rê, anh em đánh cho tới cái tiết tấu nó trông như thế này. Đó, anh em đếm đều thôi. Ở mi thứ chúng ta đếm đều từ 1 đến 8. Và đây là số dây, số tiết tấu của nó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đó, ok chưa? Bát, 4, 3, 2, đập 3, 4, 2 Sang hợp rê Bát, 3, 2, 1, đập Nghỉ, nghỉ, nghỉ Đó, anh em đếm đúng và anh em đếm đúng vị trí là nó ra luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok chưa? Đấy. Đối với cái hợp C thứ 7 thì anh em sẽ đánh giống y xì với hợp mi thứ. C thứ 7 sẽ đánh như thế này. Đó, ok chưa? Còn ở hợp âm đô ở đây. Hợp âm đô thì chúng ta sẽ hơi khác biệt một chút. Chúng ta sẽ bỏ cái 3-2-1 đi. Chúng ta sẽ đánh 4-3-2 vào đây. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản thế thôi. Là chúng ta ra nhạc luôn. C thứ 7 Đô Đi Đó. Đoạn đó nó sẽ nghe như vậy. Không khó quá nhưng mà thực ra nó cũng khá căng thẳng. Đấy là tiết tấu của chúng ta. Thì anh em đánh đúng theo cái đoạn đấy là chúng ta ra được nhạc luôn. Đó, ok chưa? Về cơ bản thì bài hát của chúng ta nó sẽ chia thế. Cứ khi nào mà Nguyên Thảo hát thì anh em dùng cái vòng thứ hai. Còn khi nào đem vào rap thì anh em dùng cái vòng thứ nhất. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì bài này chỉ còn một đoạn cuối cùng. Đấy là đoạn À ơi. Đoạn À ơi thì lại khá là đặc biệt. Đoạn À ơi khá là đặc biệt. Hợp âm trong đoạn À ơi chúng ta sẽ là chúng ta sẽ chơi hợp âm đấy là C5 Phát thăng trưởng Nhi trưởng Sau đó lại pha thăng Rồi lại C Ôi trời ơi, nó khó lắm luôn đấy. Đoạn đường nó sẽ nghe kiểu này. Đó, ở đoạn này là tớ thực ra là tớ cũng sáng tạo ra hợp âm thôi. Bởi vì ở đoạn này thì trong cái bài, trong cái MV gốc, người ta chỉ là tiếng trống như người thôi, chứ không hẳn có tiếng nhạc. Thế nên là tớ chế ra một đoạn nhạc như vậy để cho anh em đánh. Thì nó rất là khó luôn. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đánh như sau. Ở đoạn đấy thì chúng ta gần như là chúng ta quạt 100%. Đoạn đấy chúng ta sẽ quạt. Và khi mà quạt thì anh em sẽ chơi như cái hầm tớ bảo C5 này. Ai sang pha thăng này. Xong rồi. Ai. Đấy, nó sẽ như thế này. Ôi trời ơi nó khó. Ok chưa? Thì bây giờ tớ sẽ phân tích từng đoạn một. Cái C5 đầu tiên, anh em đếm cái C5 đầu tiên cho tớ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Cái pha thăng thì anh em đếm cho tớ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, đây là pha thăng. Ở cái đầu tiên, xuống nghỉ nghỉ lên xuống lên. Đó, chúng ta sẽ đánh ở số 1 là xuống nghỉ nghỉ lên xuống lên. Đó, đấy là cái C5 đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó. Ở bên pha thăng thì anh em sẽ đánh những cái mũi tên như tờ ghi như thế này. Những cái mũi tên nhỏ hơn là mũi tên nghỉ tay này. Đấy, mũi tên nghỉ tay. Đấy, ok chưa? Đó. Đây sẽ là tiết tấu để chúng ta đánh C5 và pha thăng. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, ok chưa? Đấy là cái đoạn quạt của chúng ta nếu anh em chia đúng theo số như vậy. Còn đến cái đoạn tiếp theo, ui giời cái đoạn này mới căng thẳng này. Đấy, cái đoạn đấy nó rất là nhanh. Đấy. Thì cái mi anh em đếm cho tới nhỉ. Anh em đếm cho tới là 1 2 3 4. Cái pha thăng thì chỉ đếm là 1 và 2 thôi. Đấy. Còn cái C5 chúng ta để đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi trời ơi, nó khó quá. Ở mi thì chúng ta sẽ đánh xuống ở số 1, nghỉ ở số 2.
xuống ở số 3, lên ở số 4. Ở pha thăng chúng ta đánh xuống ở số 1 và nghỉ ở số 2. Còn si 5 chúng ta sẽ đánh là xuống. Si 5 này sẽ đánh hơi giống như pha thăng ở bên trên đấy. Xuống, nghỉ, nghỉ, lên, xuống, lên, xuống, nghỉ, xuống, lên. Đó, ui trời ơi, nó khó. Đây chính là cái tiết tấu của cái đoạn quạt. Nếu như anh em muốn đánh nghe, nó hay, nghe thú vị và nó giống với cái bài gốc. Nếu để đánh hát nó rất là khó. Đó, đại khái như vậy. Đây là cái tiết tấu của các bài đấy. Ok chưa? Nếu anh em đánh đúng với những cái gì, với những cái như thế này. À đây, tí lúc nãy tôi vừa che mất cái đoạn này, không anh em không nhìn thấy. À, đây là tiết tấu toàn bộ của cái bài này. Tiết tấu toàn bộ của cái bài này. Đây là cái đoạn mà là á ơi ở cuối thì anh em nên đánh như thế này. Còn đấy, nó có 3 đoạn, bài hát có 3 đoạn. Anh em đánh đúng thì chúng ta giải nhạc luôn. Vì bài này là tớ thì không dám bật nhạc ở trên YouTube để đánh theo nên là sợ bị đánh bản quyền. Đây là rap mà, thế nên là cái khả năng thuộc lời của nó rất tệ, nên là anh em chỉ cần đánh đúng theo tiết tấu như vậy là chúng ta kiểu đánh theo bài này thôi. Bài này anh em vừa đánh đàn vừa rap thì căng phết đấy, đại khái đấy. Đấy, cái ok, anh em lại thích tớ hướng dẫn bài gì lại để dưới comment hoặc là lại hỏi tớ trên Facebook các thứ nha. Ok, hẹn anh em lúc khác nha. Ok.